Rồi các bác nhá, các bác mua cặp loa này về mà nghe không hay thì gọi là em hoàn tiền lại các bác luôn. Hôm nay em vừa về được vài cặp loa FPT đến từ Italia. Và hôm trước thì lên sóng đến các bác hai cái model loa Bass 30 rồi. Thùng gỗ có, thùng nhựa có. Và hôm nay tiếp tục là một dòng loa Bass 25 về được vài cặp các bác nhá. Đây là cái model FPT Vervi 110, quay mặt sau đi em. Những bác nào mà sành chơi mà nghe con FPT này thì phải nói là tuyệt vời, đặc biệt là cái tiếng chép của nó, bát của nó cũng rất là gọn. Đây, hình thức thì báo cáo các bác luôn là các bác có thể là nhìn qua điện thoại nhá. Về được vài cặp thì cặp nào hình thức cũng còn rất là đẹp. Đây, FPT, được chưa? Quay cận cảnh các bác xem từng chi tiết nhỏ một luôn. Hàng của 6 âm thanh thì cứ cam kết các bác là đảm bảo là zin 100% rồi. Bởi vì những cái hàng bãi châu Âu này về thì em đều kiểm tra cả bát cả chép luôn. Ok, FPT Vervi 110, được chưa? Sản xuất tại Italia các bác nhé. Đây, thông số đây. Con này thì công suất của nó là 150W ở 8 ohm, peak là 600W, giải tần là từ 60Hz đến 18kHz, độ nhạy là 97dB và max SPL lên đến là 125dB. Ok, và con này thì thiết kế vỏ thùng nhìn khá là đẹp. Ví dụ như những mẫu 30 kia thì nó có thể là thiết kế làm monitor, nhưng con này thì nó sẽ là thiết kế theo cái kiểu vỏ thùng rất là vuông vắn. Nó không phải là loa monitor các bác nhé. Đây, logo này. Và cặp này thì phải nói là tiếng nó rất là hay. Em đánh giá cái con Vervi 110 này, cái tiếng của nó, cái tiếng bass thì nó mềm hơn là cái dòng loa 30 mà hôm trước em vừa lên sóng đấy các bác. Bass rất là mềm. Nó không quá nhiều đâu nhưng nó mềm. Và tiếng của nó thì vẫn giữ nguyên được những cái gì của một con loa châu Âu. Đó là gì ạ? Sạch sẽ và rất là chi tiết. Và với con loa này thì các bác chỉ cần dùng cho em một con âm ly khoảng tầm 300W thôi là chơi được rồi. Như nhà em thì có một số cái mẫu, nếu như các bác muốn chơi đẩy xịn thì có những cái dòng đẩy của Yamaha ấy. Các bác lấy con Yamaha 3500S các bác ghép vào đây thì tiếng hết lực chấm luôn. Hôm nay em đang ghép với con đẩy Pusao. Sang năm sẽ làm rất nhiều mã sản phẩm của Pusao các bác nhé. Tiếng rất là hay. Đấy, ok. Bây giờ thì sẽ tháo ra và cùng các bác khám phá cái nội thất ở bên trong. Cặp loa này các bác dùng để nghe nhạc, để hát karaoke đều rất là hay. Và nó sẽ không kén mên. Từ công suất đến chất âm, đúng không ạ? Ví dụ như Nexo các bác phải dùng những con mên của Pao, của Lab các bác ghép vào thì nó mới ra hết chất được. Nhưng mà những cái dòng này thì nó không quá là kén như vậy. Ok, mở đi. Như các bác nhìn luôn này. Thì đây sẽ là cái loa mà lỗ thông hơi của nó đặt phía trước. Các bác có thể là kê sát tường được luôn. Phòng khoảng tầm 20 đến 30 mét vuông dùng một cặp này là đẹp rồi. Quan trọng là không phải là loa to hay loa nhỏ mà quan trọng là chất loa như nào. Ví dụ như những cái loa bé tí như Nexo đúng không ạ? Cũng là bát nhỏ nhỏ thôi nhưng mà giá rất là cao. Không phải là cứ to là đắt tiền các bác nhé. Quan trọng là cái chất âm của cái loa mang lại cho các bác nó như nào mà thôi. Ok, tháo qua mở đi. Tiếp theo là phần nội soi, mở ra đi em. Đây, các bác xem từ cái e căng nữa, nó làm cũng rất là đẹp. Chắc chắn, đẹp. Rồi, đây là vỏ thùng đây, các bác nhìn nhá. Đây là vỏ gỗ các bác nhá. Đầu tiên là củ bát của nó. Ai da, củ bát à. Con này củ bát là xương sắt các bác nhá. Và nó là củ bát của hãng Sika, sản xuất tại Italia. Sika lại dùng cho khá là nhiều loa, ví dụ như HK này, cũng dùng của Sika các bác nhá. Và nếu như mà cái củ bát như này thì nhiều bác nhìn vào đây sẽ cảm thấy không khoái. Vì sao ạ? Nó không được gấu lắm đúng không? Nhưng mà phải nói là chất âm nó đưa lên ấy, cái tổng thể chất âm ấy, thì khi các bác nghe các bác mới có sự trải nghiệm được. Còn ví dụ như những cái loa mà các bác thích là bát khủng, rồi là từ nọ từ kia, hay là xương nọ xương kia, thì có những cái dòng loa China, ví dụ như là CF Audio đúng không ạ? Từ rất là lớn nhưng mà cái tầm giá của nó thì nó chỉ khoảng trên chục triệu một cặp thôi. Đấy là loa bát 25 các bác nhé. Bass 30 cũng vậy. Nhưng con này thì giá nó cao gấp mấy lần mà tại sao nó vẫn sử dụng những cái loại từ như này và xương như này. Bởi vì đây là có những cái kỹ sư họ tính toán về mặt chất âm rồi. Và cái củ bát này thì nó cũng đắt hơn là những cái củ mà các bác gọi là khủng hơn khá là nhiều đấy. Ok, củ bát Sika made in Italia, chép đi. Cái dòng này thì bát rất là mềm mại. Những cái driver của Sika thì em thấy là nó đều rất là mềm mại. Cái loa này cũng vậy. Cái loa này thì không phải là tiếng gọi là người ta quảng cáo là uy lực mạnh thì không phải, nhưng mà nói để tiếng sạch, sang và mềm mại thì là ok. Đây, cái chép đó, ok. Cái chép của nó các bác nhìn này. Đây là con chép sử dụng BNC nhá. Nhìn khá là gấu đúng không ạ?
cái chép phải nhìn gấu này, cái bát thì nhìn nó mềm mại hơn đúng không? Đây, BNC Speaker DE12 cái căng 8. Chép BNC thì là một trong những cái dòng chép mà phải nói là hay nhất thế giới rồi. Tất cả mọi người đều công nhận rồi, những cái hãng lớn họ cũng sử dụng BNC rất nhiều, đúng không ạ? Trong đó thì có FPT, Nexo nữa đúng không? Rồi ok, rồi sẽ lắp vào và test để các bác nghe tổng quan con loa này. Và cái tầm tiền của dòng này thì cũng rất là dễ chịu, chỉ trên chục triệu đấy các bác nhá. Chưa đến 20 củ đâu ạ. Hình thức thì còn rất là đẹp. Nhưng quan trọng là muốn nói đến các bác cái chất âm. Ở Việt Nam thì thường thường là cứ phải thích to đúng không ạ? To mới hay. Chứ thật ra là nhiều bác mua những cái loa nó to, em khẳng định với các bác là to như cái tủ lạnh để ở trong nhà. Mà nó cũng chả phải loa nghe nhạc, bật nên nó chỉ ồn thôi. Tại sao không, người ta không mua những cái loa nhỏ ấy ạ? Mà đánh nó vẫn đủ cái áp lực. Mà tại sao cứ phải dùng những cái loa như cái tủ lạnh? Ok, mỗi người một sở thích nhá. Đối với em thì là loa nhỏ mà kêu to. Còn với nhiều bác là sao ạ? Loa to nhưng bật nhỏ. Test thế này thì các bác nghe rõ được cái tiếng của nó. Nó rất là sạch sẽ, chi tiết. Nghe nó, cảm giác cái tiếng chép của nó nghe rất là sướng tai không ạ? Khi mà cái bài hát này ấy, lên cái nốt cao ấy, nếu như các bác nghe những cái loa mà bình thường ấy, đứng gần như này, nghe nó sẽ rất là rát tai, nó chói, nó gắt. Nhưng với cái dòng FPT này thì nghe nó không hề gắt, mặc dù tiếng nó rất là sáng. Ở đây vang thì em để phẳng luôn, chứ không xử lý gì cả. Và cái loa này mình các bác bật nhạc châu Âu hay nhạc Tây nghe nó còn sang hơn. Thử luôn đi các bác nhá. What have I gotta do to make you love me? What have I gotta do to make you care? Tiếng ca sĩ hát và tiếng nhạc cụ nghe nó. What do I do when lightning strikes me? And I wake to find that you're not there. What have I gotta do to make you want me? What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word. Đấy, nghe gọi là từng hơi thở một đúng không? Giờ alo thử các bác nghe tiếng mic này. Con này cả mic cả phần music đều hay. Đây là tiếng mic, em để mỗi reverb không nhớ nhá, reverb hơi đậm một chút. Lê 1 2 6 7 Lê 1 2 2 2. Ok, và đó là FPT Vervi 110 và mức giá sẽ loanh quanh khoảng trên dưới 16 triệu. Bác nào cần thì alo luôn cho em nhé, số lượng có vài cặp thôi. Hàng đảm bảo với các bác là chính hãng, bảo hành thì các bác 1 năm. Và xin cảm ơn tất cả các bác, xin chào tất cả các bác. Bye bye các bác nhé.